Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin mời VTV phản biện vạch mặt sự dối trá ngày sinh của Hồ Chí Minh. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 là ngày mà Đảng Cộng sản Việt Nam bắt người dân phải mừng sinh nhật Bác. Tuy nhiên, ngày sinh của ông Hồ Chí Minh phải là ngày 19 tháng 5 và năm sinh là năm 1890 hay là năm khác, đây là một vấn đề mà xã hội đã đặt ra nghi vấn trong suốt nhiều năm qua. Ở Việt Nam, nói tới những sai lầm của Hồ Chí Minh là điều cấm kỵ. Bất cứ ai phanh phui đến sự thật đều bị quy chụp là chống phá, là phản động. Vào năm 1946 là năm mà chính quyền đã tổ chức ngày sinh nhật đầu tiên cho lãnh tụ Hồ Chí Minh của họ. Và cho đến nay, vào ngày 19 tháng 5, được Đảng Cộng sản Việt Nam cho người dân tổ chức để vinh danh ngày sinh nhật Bác. Được biết, Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng dùng ngày mất giả tạo để lừa người dân cả nước. Ngày mất thật sự của ông Hồ Chí Minh là vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, trùng với ngày Quốc Khánh. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo với toàn dân thành ngày 3 tháng 9 năm 1969 và buộc người dân cứ đến ngày 3 tháng 9 là tưởng nhớ đến lãnh tụ. Có thông tin cho rằng, người Cộng sản họ vô thần, thời kỳ bao cấp, họ cho đập đền, đập miếu với tên gọi là nếp sống văn minh. Tuy nhiên, việc phá hoại đó chỉ là nhiệm vụ của những tay sai địa phương, còn ngoài trung ương, quan chức cấp cao vẫn rất mê tín. Việc họ chọn ngày 3 tháng 9 năm 1969 là ngày mất của ông Hồ Chí Minh là vì họ sợ điểm gở đến với Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, trên báo chí và sách vở thì Đảng Cộng sản không giải thích như vậy mà họ giải thích hoàn toàn khác. Đây là hình ảnh vào ngày 19 tháng 5, Đảng Cộng sản Việt Nam thường tổ chức sinh nhật của ông Hồ Chí Minh. Sự dối trá về toàn dân là như thế, trước sau gì người dân cũng biết. Thấy không thể lừa gạt được người dân mãi như thế, nhưng ngày 19 tháng 8 năm 1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 đã ra thông báo số 151 để thông báo ngày chết thật sự của ông Hồ Chí Minh là vào ngày 2 tháng 9, chứ không phải ngày 3 tháng 9 như từ trước đến nay vẫn nói. Lừa dối không được thì hiệu chỉnh lại là như vậy. Đảng lừa người dân về ngày chết của ông Hồ Chí Minh trong suốt 20 năm, rồi đính chính mà không một lời xin lỗi. Đảng đã coi thường người dân như thế. Việc lừa gạt người dân về ngày sinh đến nay đã là 75 năm, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa một lời đính chính mà tiếp tục lừa gạt tiếp người dân. Và vì sao người dân biết ngày 19 tháng 5 năm 1890 không phải là ngày sinh của ông Hồ Chí Minh? Sự việc bắt đầu từ phóng sự có tên Đi tìm những ẩn số đóng dấu mật về Nguyễn Ái Quốc ở nước Pháp, được đài truyền hình VTV làm và phát sóng từ năm 2017. Tại Pháp, người ta vẫn giữ giấy tờ thẻ căn cước của Nguyễn Ái Quốc đã lưu ở đó. Đó mới chính là ngày sinh chính thức của Nguyễn Ái Quốc, người được cho là Hồ Chí Minh sau này. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới dối trá, và chỉ có lãnh tụ Cộng sản mới dối trá, chứ những người đa đảng như nước Pháp, họ không phải dối trá làm gì. Việc VTV làm phóng sự, họ tiếp cận với giấy tờ gốc của ông Hồ Chí Minh được lưu ở Pháp là một công việc rất công phu và tốn kém. Họ làm như thế để tỏ lòng sùng kính với lãnh tụ của họ, và họ đã vô tình chia sẻ thẻ căn cước có ngày sinh của nhân vật Nguyễn Ái Quốc. Ngày sinh chính xác của ông ta là ngày 15 tháng Giêng năm 1984. Đây là hình ảnh trên VTV4 thẻ căn cước của Nguyễn Ái Quốc cho thấy ngày sinh thật của ông Hồ Chí Minh là ngày 15 tháng 1 năm 1894. Như vậy là so với ngày 19 tháng 5 năm 1890 thì tất cả đều sai hết. Và ngày 19 tháng 5 là ngày vô căn cứ, không có giấy tờ gì chứng minh ngày đó là ngày sinh của ông Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại bắt người dân cả nước phải tưởng nhớ một cách vô nghĩa trong suốt 75 năm qua và bây giờ vẫn như vậy. Cùng với sự dối trá về ngày chết thì nói cho cùng, cả ngày sinh và ngày chết của Hồ Chí Minh đều bị giả tạo và bắt dân phải tưởng nhớ. Vấn đề dối trá về ngày chết đó vẫn là lỗi hoàn toàn của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải lỗi của ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngày sinh mà dối trá từ năm 1946 là lỗi của ông Hồ Chí Minh, chứ không thể của ai khác. Lịch sử là sự ghi chép những sự kiện chính trị đã xảy ra trong suốt một thời gian dài. Nó là những thước phim dùng để dân tộc có thể xem lại và biết để tránh những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giả tạo lịch sử là một hành động không thể chấp nhận. Nó đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường mù, không biết học hỏi ở quá khứ bài học gì, vì lịch sử là giả tạo và rút kinh nghiệm cũng chẳng được gì
từ đó. Và ông Hồ Chí Minh là nhân vật tạo ra ngày sinh giả tạo? Đây là câu hỏi được đặt ra. Nói về ngày 19 tháng 5 khi đề cập tới ông Hồ Chí Minh thì mình đã nói tới hai hiện tượng đặc biệt quan tâm đến ngày này. Thực tế là ngày 19 tháng 5 năm 1946, ông Hồ Chí Minh có đón tiếp đô đốc Thierry ở Hà Nội. Lúc đó Pháp đã thắng Đức Quốc xã tại quê nhà và tái lập chính quyền mới. Chính quyền này muốn trở lại Đông Dương nắm lại thuộc địa cũ sau một thời gian bị Nhật giữ lấy từ tay Pháp. Nhật đã bại trận, giờ Pháp trở lại, mà Pháp trở lại thì chính quyền Việt Nam, Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ khó có thể trụ vững trước sức mạnh quân sự của Pháp. Vì vậy, khi Paris cử ông tướng này đến Hà Nội để đàm phán thì ông Hồ Chí Minh muốn lấy lòng ông này để tránh chiến tranh. Và việc lấy lòng một quan chức Pháp vào năm 1946 là vấn đề hết sức nhạy cảm. Nếu thông báo cho người dân thật sự thì sợ người dân phẫn nộ vì lãnh đạo ông Hồ Chí Minh đã đầu hàng giặc. Và Pháp lúc đó đang tạo cho người dân Việt Nam một mối căm thù sâu sắc. Mối căm thù đó đã được Việt Minh thổi phồng lên. Chính Việt Minh chứ không phải ai khác đã xúi người dân căm thù nước Pháp. Nhưng đến lúc muốn o bế quan chức Pháp thì té ra lại há miệng mất quài. Chính vì vậy mà dường như ông Hồ Chí Minh đã cho thông báo vào ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của ông để người dân tưởng rằng ông Hồ Chí Minh cho treo cờ là để mừng sinh nhật mình, chứ không phải để chào đón một quan chức Pháp. Còn phía George Terry thì thấy cờ xí dập trời, tưởng rằng mình được đón tiếp trọng thể. Sự thật là ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của ông Hồ Chí Minh là như vậy, chứ không phải là giấy tờ khai sinh hay thẻ căn cước nào của ông Nguyễn Ái Quốc ghi ngày tháng năm sinh như thế. Đây là hình ảnh trên đài truyền hình Sách Lịch Sử, báo chí Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật ông Hồ Chí Minh. Sự kiện bịa ra ngày sinh để chào đón quan chức Pháp chỉ là một tiểu xảo mà ông Hồ Chí Minh để đối phó với tình huống. Việc này làm người dân có thể chấp nhận vì đôi khi những tiểu xảo được dùng đúng lúc cũng được xem là một phản ứng khôn ngoan. Tuy nhiên, điều đáng trách là sau sự việc đón ông quan chức người Pháp đó, thì ông Hồ Chí Minh không chịu đính chính điều đó, mà ông tiếp tục dùng ngày sinh giả tạo đó để lừa gạt người dân trong cả nước đến tận cuối đời mình. Và tiếp đó thì sau, ngay cả khi ông đã chết, Đảng Cộng sản Việt Nam không những tiếp tục bắt dân kỷ niệm ngày sinh giả tạo này, mà còn tạo ra ngày chết giả tạo để tạo ra một con người Hồ Chí Minh từ lúc sinh đến lúc chết đều là giả tạo hết. Và đài truyền hình VTV dối trá có hệ thống nhưng vẫn để lòi đuôi cáo. Đây là thông tin dư luận đưa ra. Không phải những người ở trong ekip làm phim đi tìm những ẩn số đóng dấu mật về Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, họ không biết. Không ai không biết ngày 19 tháng 5 là ngày từ xưa đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam cho dân kỷ niệm ngày sinh ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những con người này lại cố tình đưa thẻ căn cước lên truyền hình. Việc đưa căn cước này lên truyền hình là một trong các khả năng sau. Một là ekip làm việc cẩu thả. Hai là người nào đó muốn có âm mưu âm thầm đưa lên để người dân tự vạch mặt sự gian trá của ông Hồ Chí Minh. Trường hợp thứ ba có thể là họ khinh thường người dân vì họ nghĩ rằng thẻ căn cước này ghi bằng tiếng Pháp, dân không thể biết. Ở đây khả năng họ khinh thường người dân dường như được cho là cao nhất. Vì những người trong ekip làm phim được lựa chọn rất kỹ, họ phải là những người sùng bái Hồ Chí Minh thật sự thì mới làm phim về ông Hồ cho được. Đây là hình ảnh cuốn Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo là cuốn sách màu đen. Hiện nay bộ phim Nguyễn Ái Quốc ẩn số từ nước Pháp VTV đặc biệt đang được lưu trữ trong kênh YouTube VTV4. Mọi người vẫn có thể tiếp tục xem và kiểm chứng những hình ảnh về căn cước này của ông Hồ Chí Minh. Lại nói về nhân vật Hồ Chí Minh, thực chất ông có phải là Nguyễn Ái Quốc hay không lại tiếp tục là một câu hỏi rất lớn. Điều làm người ta thắc mắc là nếu ông Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một, thì tất phải nhớ năm sinh chứ. Ngày sinh ông Hồ Chí Minh có quyền sai nói sai vì mục đích đón tiếp quan chức Pháp. Nhưng tại sao năm sinh của mình cũng sai nốt? Cộng thêm tác phẩm Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo do học giả Hồ Tuấn Hùng tại Đài Loan xuất bản làm người ta thêm nghi ngờ về gốc gác của ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghi ngờ vẫn chỉ là nghi cờ. Còn sự thật như thế nào thì phải chờ thêm bằng chứng. Nhưng điều có thể khẳng định rằng chính ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lừa dối người dân Việt Nam suốt 75 năm và giờ họ vẫn tiếp tục lừa dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 5 năm 2021 với bản tin Mời VTV phản biện vạch mặt sự dối trá ngày sinh của ông Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de